Rồi ok. Thì đúng ra là xe này sẽ về shop và sẽ quay lên để cho anh em chọn lựa. Nhưng mà có cái clip là mình đi mua xe á, là một bạn đã quá nhanh luôn, là lúc trên đường mình đi về là bạn đó đã qua đứng trước nhà mình rồi, là nhanh nhất luôn á. Rồi thì cho anh em coi cái siêu phẩm này thôi ha. Thì sẵn người mua có ở đây thì mình quay rồi sẵn mình hướng dẫn luôn, khỏi mất công mình nói đi lại nhiều lần. Đây thì ở trên cái con bò này thì lên rất là nhiều đồ, hình như là hơn 90 triệu tiền đồ. Rồi thì mấy có những cái đồ chơi mình chưa có đụng đến luôn anh em, ví dụ như là đây nè, qua đây chỉ luôn để nhớ, có mấy cái này anh chưa đụng đến luôn nha, là anh chưa từng xài luôn, phải nhờ chủ trước người ta chỉ. Nói chung là mỗi năm nó ra mỗi công nghệ khác nhau, mỗi ngày mình phải đi học hỏi thêm anh em. Là này là cái giá đỡ điện thoại nè anh em, em cứ quay gần vô đây, cái giá đỡ điện thoại nè, hồi đó là mình chỉ xài những cái giá đỡ điện thoại, cầm cái này lên lỡ nó rớt ra là không có tiếng nè đó, đúng rồi. Rồi thấy chưa, cái giá đỡ điện thoại nè, rút ra như vậy nè. Hồi đó giờ mình chưa xài, cái lúc mình vô mình sẽ ủa sao cái này nó rút ra sao không được, nhưng mà để gì nó rất là cứng. Banh cái này ra sử dụng điện thoại của mình nè. Nó có cái nút dặn nè, đó, dặn ra thì mình sử dụng điện thoại mình. Nói chung là mấy cái đồ này là mình, cái này là lần đầu tiên mình đụng đến luôn, mình phải nhờ chủ xe hướng dẫn mới biết. Rồi đây thêm một cái nữa, công tắc đèn chợ sáng nè anh em, thấy chưa, công tắc đèn chợ sáng. Rồi bây giờ mở cái đèn chợ sáng thì anh em phải nhấn cái nút này. Này qua hướng dẫn nè, sẵn coi luôn, đứng kế bên coi. Cái này nhiều cái anh biết, này cũng là chủ xe hướng dẫn, hồi đó mình xài cái công tắc kia không à, bây giờ nó hiện đại. Đây tăng giảm độ sáng nè, em thấy cái đèn chợ sáng không, tăng giảm độ sáng à, sáng độ sáng ghê, sáng ghê luôn ha. Thôi dặn lại mấy con nổ cũng đẹp đó, thấy chưa, tăng giảm độ sáng. Rồi khi ấn vô cái lạ tắt, cái bộ này hình như là gần 5 triệu anh em, mình thấy trong bill á, chủ xe lên đồ chơi có bill hết luôn, khoảng 5 triệu. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho anh em, đấy là cặp tay con tay thắng, tay con Akosato tay thắng Rainbow, thì nó là quá quen thuộc với anh em rồi, thì lên cho nó nhẹ với lại nó bóp nó mịn hơn, bóp mịn hơn đó, bóp mịn hơn nha anh em. Rồi thì cái này thì quá quen thuộc rồi, nhưng có một cái mình vẫn chưa mua được con xe nào lên cho con xe này, đó là lên bộ ghi đông nè anh em, quay gần cái bộ ghi đông nè, cái ghi đông này lên là thùng xì bọt luôn rồi nha, nó hạ ghi đông thấp xuống lên nó mới gắn được mấy cái bộ này, hiểu không. Em về zin là bắt buộc phải tháo ra mấy cái này, tháo ra nó cạ đi, nó sẽ bị cạ, bắt buộc phải lên này, là cái này là nó thùng xì bọt nha, ngồi lên là nó ôm xuống, nó hạ xuống rồi nha anh em. Đó cái bộ này là chủ xe lên, hồi đó giờ mình mua, đây là con xe đầu tiên mà mình mua được nó hạ sẵn ghi đông thùng bọt cho anh em. Thì nói chung nói là nói vậy thôi, còn thùng hay không thùng là do cái người cảm nhận nữa anh em. Nhưng mà nó hạ xuống để thấp đi, nói đơn giản cho anh em biết rồi, nó hạ xuống để cho xe thấp xuống, trọng tâm nó thấp xuống. Rồi cái nó ha, chống đổ mấy đồ xịn xịn, giống như là dây dầu này 8-9 triệu đồ là mình khỏi nói rồi ha. Cái dây dầu xịn này là nhìn nó khác biệt với dầu zin luôn. Ở đây có đồ zin cho anh em coi nè, đại anh nói một lần luôn, phân tích luôn cho em hiểu. Đây cái dây dầu zin nè, anh em nhìn thấy nó đâu có đẹp phải không, thì lên cái này thứ nhất nó đẹp, thứ hai nó bền. Vậy đi, cái những dây dầu này mình thấy trên những con xe Đức hay có, hình như 8 triệu một bộ. Rồi tiếp theo là cái đồ xịn nữa nè, đây là cái bộ chống đổ Evotec. Anh em mà chơi cái chống đổ thì biết cái thương hiệu này nó khá là mắc, thì may mắn là mình mua được cái người chủ xe này, người ta lên người ta để cho mình nó cái bộ chống đổ Evotec là khá là mắc luôn ha anh em, phải là mắc trong giới chống đổ. Rồi còn nữa mắc nữa nè, đây là một cái miếng carbon, anh em nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà mấy triệu bạc, nhìn đơn giản vậy thôi mấy triệu, không tin lên mạng sạch đấy nhìn đơn giản vậy thôi là mấy triệu á. Rồi cái yên solo này thì cũng không bao nhiêu tiền, có triệu thôi đó. Rồi để mình đẩy ra đây, em bén xe xuống đây, em đứng bên đó em bén xe xuống này, cầm cái ben này bén xuống. Bên anh có bán ben không nha, nếu có mua thì ghé anh mua, dỡ lên là được rồi. Rồi chống chân chống xuống, cái này là chủ xe tương lai á, cẩn thận nha em, mô tô là phải dắt cẩn thận thôi, nó đổ á, nó đổ là mệt đó nha. Rồi qua đây một cái set bô AK Movit carbon 30 mấy triệu một set, để cho anh em nghe tiếng bô luôn. Cái công tắc này nè, em bấm vô là mới đề được, em bấm vô là không đề được.
bấm vô là không đề được. Thấy không? Đây nè, chỉ đây nè. Bấm vô là không đề được. Bấm vô là không đề được, bấm rồi xong mới đề nè. Rồi đề. Thấy không? Đây là set bo. Cái set bo này khi anh em lên xe thì nó sẽ gọi là tăng một mã lực, theo mình đọc trên mạng mình thấy vậy đó nha. Còn chạy cảm nhận nó không khỏi gần mắt. Ở trong nhà anh em nghe vậy thôi, ở ngoài nghe nhỏ lắm, tại trong nhà nghe vậy. Rồi thì xe có lên nhìn này, đây cái con heo Rambo để làm gì? Con heo Rambo để cho anh em thắng ăn hơn. Ở bình thường là những chiếc xe phân khối lớn mà heo thường á, anh em có để ý là cái thắng sau á, cái thắng sau nó sẽ ít ăn hơn cái thắng trước không? Anh em có để ý điều đó không? Ở đây thì người ta mới lên bộ heo Rambo Bass, đồ luôn là mười mấy triệu để cho nó thắng nhạy hơn, ăn hơn. Đó nha anh em, còn cái heo zin của nó ở thắng sau ở những con xe mô tô á, thường thường nó sẽ đạp, nó sẽ ít ăn nha anh em nha. Cái đó là anh em chơi xe là anh em tự hiểu à. Còn giờ ta lên cái này để cho nó ăn nó nhạy hơn chút xíu. Đó. Ở đây người ta có lên ốc bên năng nè em hiểu ốc bên năng này không? Đó, em có ốc bên năng này thì em mới xài được cái này. Đó, thì em nâng lên cho đẹp. Rồi, còn xe ô đô lướt, con xe đúng chuẩn 2000 cây luôn ha anh em ha. Thì vỏ thì nó còn mới nè, đó, xe 2000 cây hồi mới. Thấy chưa? Nó còn vân chỉ rồi người ta ít đi nè. Thấy chưa? Là gọi là xe lướt. Rồi hiểu chưa? Xe lướt thì nó không có vấn đề gì luôn. Rồi. Vậy là đã xong, thì bây giờ chắc cho đại ca chạy đi, chạy vòng chơi đi. Ha, xuống làm vòng đi. À, nó không bảo hiểm đâu. Để anh dắt xuống nha. Để dắt ra ngoài quay cho anh em thấy cái độ đẹp của con xe nè. Nói chung là lên tay thắng đồ, mấy cái thắng này người ta lên là để nó an toàn hơn, lại thắng nó nhạy hơn á, hiểu chưa? Em quay phía trước đầu xe cho đẹp nè. Đi cẩn thận nha, đường đông á, đi từ từ cẩn thận. Nói chung dắt xe cái mô tô á, mới chơi dắt mô tô thì phải từ từ cẩn thận xíu, nói chung là đừng có hấp tấp. Cái gì cũng cẩn thận, mới chơi mà. Đứa nào là chạy nhanh hay đứa nào làm gì vậy? Mình mới chơi mình chạy từ từ thôi. Bấm vô, đúng rồi. Biết chạy con tay chưa? Biết chạy sơ sơ. Chích. Biết chạy sơ sơ. Từ từ thôi nha. Này tập gym á anh em. Này tập gym á. Này là dân tập gym. Tập gym đúng không? Tối nào cũng chơi tập gym đúng không? À, không thấy mặt đâu, quay thấy anh đâu à. Tối nào cũng chơi đi tập gym đúng không? Rồi về xe về. Rồi mình đậu xe ở đây đi. Đừng có tung nha, đừng có tung tôi nha. Bóp cái này là tắt. Đó, vậy thôi, giờ tắt chìa khóa. Đó, rồi. Quay phía trước nè, sao quay sau đít luôn mày. Rồi ngắm xe vòng ơi, cảm thấy xuống tiền có gọi là an tâm không? Yeah, thấy xe ở ngoài nó đẹp không? Đẹp, ok. Tại vì lúc mà xuống tiền là chưa biết xe là như thế nào luôn mà. Xuống tiền là chưa có biết chiếc xe là nó ra sao luôn. Thì bây giờ quay cho anh em coi cận cảnh là xe rất đẹp. Tại cái xe này cũng là chiếc xe đầu tiên anh mua mà đồ chơi đắt tiền. Với lại đẹp. Thứ nhất là ô đo lướt. Thứ hai là đồ chơi nhiều. Đồ chơi nhiều nó ngon, nó đẹp. Còn đó giờ anh bán em con có coi xe đây thì xe nó cũng tầm chung chung thôi không? Nói chung là xe nó cũng tầm vừa vừa được thôi, chứ nó không có phải đồ chơi quá nhiều cho con này. Mà đồ chơi con này đồ real hết. Anh em xem clip là thấy đồ real hết. Rồi cho vài cái đánh giá coi. Quá tuyệt vời luôn. Mà sao nãy chạy ít vậy? Thôi chạy nhiều, đang tập lại. Này tập gym nha anh em. Mình cũng tập gym mà mình tập ít thôi.
mình tập ở phòng 2m rồi giường 2m. Rồi. Vậy là ok đúng không? Rồi vô băng số còn lại. Xong rồi thì băng số còn lại là xong rồi. Để anh dắt xe lên cho. Giơ cái chân giơ chân bình thường thôi, cứ giơ cao lên là được. Em ngồi sau á, em nhớ là giơ cái chân cao lên, không thôi là té vô đây. Nhớ nha, anh dặn. Rồi, để chạy lên rồi chuyển tiền rồi vô anh đưa giấy tờ đó là xong xuôi. Rồi anh đổi cho cái áo ôm ôm xíu. Tập gym mà phải cho ôm body cho mấy chị em nhìn cho thích. Nó còn một cái gì khó nữa nha. Phải nói là con xe này là rất là đẹp luôn. Không có gì để chê hết. Dắt là dựa người vô vậy nè. Mình đừng có chủ quan, mặc dù mình là, ví dụ như anh là mặc dù ngày nào cũng dắt, nhưng mà đừng có chủ quan. Nhiều khi nó trơn trượt hay là cái gì đó thì nó còn có người nó đỡ mình lại được. Ý là có cái này đỡ nè, chứ mình dắt kiểu này là lỡ nó trượt hay cái gì cái là không có gì đỡ. Nó ngã liền, nó đè liền. Nên đừng có chủ quan, nào dắt cũng phải dựa người vậy nè. Mặc dù là mình dắt thường xuyên đó, nhưng mà đừng chủ quan. Tại mấy cái xe mô tô này mà không chủ quan được. Đó cũng là một cách dắt xe cho anh em mới chơi luôn á anh em. Nói chung là mình dắt xe mà đừng có chủ quan anh em ơi. Xe mô tô mà dắt không biết cái đường nó trơn hay cái đường nó thấp, mình cứ dựa cái người, mình tựa cái người mình vô đây trước là mình hất lên cái. Nó thứ nhất là nó nhẹ cho cái bản thân mình á, là mình dắt cái xe được nhẹ đi chút xíu. Rồi thứ hai là nó đúng cách. Đó, có nhiều anh em mới tập chơi dắt vậy nè, lỡ nó xuôi cái nó ngã qua anh đây cái là đỡ không kịp. Rồi ok vậy nha. Chắc mình cũng kết thúc clip ở đây. Thì cho anh em coi xe đó, anh em ghiền ghiền chơi. Cũng xin lỗi mấy anh em mà tới chậm mà mua không được đó, tại vì xe đẹp thì lâu lâu mới có một chiếc. Anh em thừa biết là xe đẹp lâu lâu mới có một chiếc thì đâu có thể nào bán cho nhiều anh em được. Có nhiều anh em rất hỏi con này rất là nhiều luôn, hỏi cực kỳ nhiều, nhưng mà ai tới trước thì mình bán trước cho anh em thôi đó. Cũng với lại cái xe đẹp nó cũng là một cái duyên đó anh em ơi, nó phải có duyên mới mua được á, chứ không phải là mình thích là mình mua đâu. Còn cái này gắn dễ lắm nha, về muốn gắn cái yên kia vô chở bạn gái thì gắn gì thôi dễ, chọt gì khó đây, rồi rút ra thôi, hiểu không? Dễ mà đúng không? Cái này dễ mà, về tự mò được hả? Đó. Em, cái yên này yên solo á, là gắn gì là nó không chở nhỏ nào được đâu đó. Còn gắn cái yên kia vô là chở được cái yên kia. Rồi ok ha, vậy thôi kết thúc clip đây, vô bàn giao cho xong rồi em chạy về tối còn đi chơi nữa.